Giống như cô đang hỏi ai đẹp trai hơn, nó đang đẹp hơn. Rồi mình trò chuyện em ha. Thưa cô chú anh chị trên cộng đồng thân mến, thì hôm nay Tuấn Vị có gặp gỡ em Quynh để em muốn truyền tải cái thông tin của em, mong muốn tìm lại người thân và gia đình. Mong cô chú anh chị trên cộng đồng chúng ta dành chút thời gian để theo dõi qua cái buổi trò chuyện với em Quynh. Trước tiên là Quynh gửi lời chào đến cộng đồng ha, Quynh ha. Chào ông bà cô chú trên cộng đồng. Thưa quý vị, thì hôm nay đó thì Tuấn Vị có gặp gỡ qua cái buổi đoàn tụ của gia đình chị Hà ở dưới Thới Bình, Cà Mau. Rồi em Quynh nắm được cái thông tin đó, rồi em Quynh cũng đã bỏ ra một cái thời gian cũng như là bỏ ra cái công sức và cái nguyện vọng của mình. Thì Tuấn Vị thấy là cái công sức của em bỏ ra và cái nguyện vọng của em lớn lao. Thì em đi từ dưới Cần Thơ mà xuống tuốt dưới Cà Mau chờ Tuấn Vị ở sân bay rồi không gặp. Rồi sau đó thì em lại chạy xuống dưới Thới Bình để canh, để gặp Tuấn Vị, để Tuấn Vị làm một cái nhịp cầu nối để chuyển tải câu chuyện của em lên cộng đồng. Vì vậy cho nên là qua cái sự mà tha thiết này thì Tuấn Vị cũng hy vọng là cô chú anh chị chúng ta hãy cùng giúp đỡ em. Trước tiên là em cho anh biết là em sinh năm mấy em ha? Dạ, em là sinh 1980. 80 là tuổi con tuất tuất không ta? Tuổi thân. À thân, thân dạ. 80 đúng rồi. 81 là dậu. Thì cái câu chuyện của em thất lạc gia đình như thế nào và em nghe kể lại ra sao, em kể cho anh Tuấn Vị nghe ha? Dạ. Nghe cha mẹ nuôi kể lại và năm 1980 là cha mẹ nuôi có đi lên Cần Thơ đi sinh em bé về nuôi. Rồi tới bệnh viện là có một cô người Bắc hỏi cha mẹ nuôi em đi đâu. Rồi cha mẹ nuôi em mới nói là đi sinh em bé về nuôi. Rồi tiện là đang có hoàn cảnh là cha mẹ ruột em đang sinh em. Rồi cô người Bắc mới giới thiệu vô sinh. Vậy là lúc đó là em chưa được về nhà, có nghĩa là ba mẹ mới sinh em ra là ở tại bệnh viện Cần Thơ luôn. Tại bệnh viện Cần Thơ chưa... mà lúc đó là ngay mùng mấy, mùng 5, mùng 6 Tết vậy đó. À vào dịp là... Tết. Dạ. Đầu năm. Đầu năm. À đầu năm 1980. Đầu năm 1980. À vậy là có thể là thưa quý vị là gọi là mấy mùng mấy Tết đó thì là đã đi sinh em bé ở tại bệnh viện Cần Thơ. Và em có nghe kể lại là lúc đó là được khoảng mấy ngày này kia không em? Nhưng nó cũng được 3 ngày tuổi. À 3 ngày tuổi. Yeah. À thì ngoài cái việc đó ra thì em còn nghe thông tin gì về cha mẹ ruột nữa không, em kể cho cộng đồng biết ha. Dạ. Yeah. Lúc đó vô bệnh viện rồi thì có một hoàn cảnh là như cha mẹ ruột em có nói là tại sao có nói với cô đó là cô đó là như nhịp cầu nối đang cho cha mẹ nuôi em sinh em á. Là sinh được 6 người con trai rồi, tại thằng này con trai nữa thì chắc cho 6 người luôn. Dạ. Yeah. Yeah. À, thưa quý vị thì câu chuyện của em Quynh thì trong cái buổi trò chuyện livestream đó thì Tuấn Vị cũng đã nghe được phần nào. À, nhưng mà gọi là để cho có cơ hội thêm cho em. Vì vậy cho nên là Tuấn Vị xin ghi nhận thêm lần này nữa, để đôi khi cái cuộc livestream đó cô chú không xem thì có thể là xem vào phần này. Thì trong cái buổi livestream hồi nãy đó thì Tuấn Vị cứ nghĩ là chỉ vài ba người gì đó, hai ba người gì đó, nhưng mà giờ là em nghe là tới nghe cha mẹ nuôi kể là 6 người. À 6 người, 6 yeah. người con trai trước đó. Thì đây là cái mấu chốt câu chuyện đó quý vị. Cái mấu chốt câu chuyện là gia đình đã sinh ra được 6 người con trai rồi. Và nếu vậy là em là thứ 7 hả? Dạ. Yeah. À, nếu vậy là Quynh đây là thứ 7, là 7 người con trai. Vì vậy cho nên là do cái vấn đề là sinh ra nhiều con trai cho nên là cũng điều kiện khó khăn hay sao đó thì mình cũng chưa gặp được, cho nên mình cũng chưa có tỏ tường về câu chuyện. Thì không biết là trong gia đình đã có người con gái nào hay chưa thì không biết. À, nhưng mà nghe nói là đã là 6 người con trai rồi. Vì vậy cho nên là đã
Ba mẹ đã cho em Quân vào năm 1980 tại bệnh viện Cần Thơ vào khoảng mùng mấy Tết đó. Thì ngoài ra nữa thì hình như là hồi nãy em có kể là ba mẹ nuôi có dặn dò là khi xuống ở địa chỉ nào đó nếu sau này muốn tìm lại đó. Dạ, lúc để em kể cái lúc cho là cha mẹ ruột em có nói là quê ở Ô Môn Bình Thủy. Sinh khó rồi mới chuyển xuống Đa Khoa Cần Thơ sinh. À rồi. Sanh á, sanh dạ, khó. Sanh sanh khó. À dạ. Vậy là có thể là ba mẹ là ở khu vực Bình Thủy. Dạ. Ô Môn Bình Thủy vậy đó. À, Ô Môn Bình Thủy, vậy là cái chi tiết này là hồi nãy ông vị chưa nắm bắt được. Dạ. Là vậy là chúng ta có thể khoanh vùng vào cái khu vực mà Ô Môn hoặc là Bình Thủy. Dạ. Mà bốn mấy năm thì không biết có giờ như vậy đâu hay là không, mình không biết. Không biết là sau đó nữa thì có di dời đi ở địa phương khác hay không thì không biết, nhưng mà vào năm 1980 thì là, hoặc là trước đó thì là ở Ô Môn Bình Thủy. Dạ. À, sanh khó xong đó rồi xuống bệnh viện Cần Thơ sanh. Dạ. Thì thưa quý vị, Ô Môn Bình Thủy đó thì là nó cũng thuộc trong địa phận của tỉnh Cần Thơ, nhưng mà hình như nó cách bệnh viện Cần Thơ đó khoảng chừng đâu khoảng chừng mười mấy cái 20 cây không em? Dạ, chắc cả đó. Cỡ mười mấy 20 cây số. Nên là đây là cái mấu chốt câu chuyện. Một là chúng ta khoanh vùng về cái vùng Ô Môn Cần Thơ là vào thời điểm đó nha. Còn sau này nữa mà gia đình có dời đi đâu thì có hay không thì không biết. Cho nên là tiếp tục chúng ta hãy cùng, nếu mà cô chú nào đó mà thấy một cái gia đình đã có 5-6 người con trai gì đó thì chúng ta hãy cùng lưu ý và để ý dùm. Và nếu tốt hơn nữa thì có điều kiện, hoặc là quý vị cũng mong nhiệt tình là hỏi trực tiếp cái gia đình mà có nhiều người con trai đó, hỏi là trước đây cô chú có từng cho một người con trai nào vào năm 80 ở tại bệnh viện Cần Thơ hay không. Đó thưa quý vị. Còn hồi nãy thì anh Vĩ nghe Quynh nói là ba mẹ nuôi dặn là nếu sau này mà có muốn tìm lại thì tìm ở đâu đó. Dạ, lúc cha mẹ nuôi sinh được á, thì có nói lại địa chỉ là quê ở Xẻo Gừa, Mỹ Tú, Sóc Trăng, là nếu có tìm á, thì xuống dưới hỏi Võ Văn Hoàng với Nguyễn Thị Oanh là biết, là dân dân ở dưới người ta biết. Đó là cái đó là thông tin của cha mẹ nuôi, cha mẹ nuôi thông báo là thông tin lại ba Hoàng và mẹ Oanh. Dạ. Ở Mỹ Tú, Sóc Trăng. Dạ. Đi lên sinh. Dạ. Và hình như là hồi nãy đó thì là Quân có nói là có mấy người anh có đi cùng, đi đi sanh em bé, mẹ đi sanh em bé rồi mấy anh đó cùng đi cùng phải không? Dạ, có lúc mà mẹ nuôi có kể lại là lúc sinh đó là có mấy mấy anh trai đi cùng vô bệnh viện luôn. Đó cũng là một cái hy vọng nữa là các anh đó có đi cùng với mẹ đi sanh em bé mà đã cho em. Thì mong cô chú anh chị chúng ta hãy cùng lưu ý cái điểm này. Nếu các anh nào mà trước đây đã cùng đi cùng mẹ thì hãy lên tiếng dùm. Nhưng mà cũng không, cái đặc điểm đó mình cũng không loại trừ là những cô chú mà không đi sinh đi đi coi mẹ sanh em bé, không đi cùng chúng ta vẫn lên tiếng. Bởi vì cái việc này đó thì chỉ nghe nói lại thôi. Rồi không biết là đó có thực sự là anh của Quynh hay không, hay là ví dụ như ở trong phòng đó có mấy đứa nhỏ nhỏ, mấy đứa con nít của con nhà khác thì cứ tưởng là con của ba mẹ ruột không chừng, ví dụ là vậy. Cho nên là nếu trường hợp nào mà không nằm trong hoàn cảnh thì chúng ta vẫn có thể lên tiếng, không nằm trong hoàn cảnh mà có những người anh đi theo đó thì chúng ta vẫn có thể lên tiếng. Để rồi bây giờ thì nó cũng dễ lắm, không phải như ngày xưa. Như ngày xưa đó là phải đúng, ví dụ chẳng hạn như là có những cái điểm là cái thẹo ở đâu, hay là cái chân có cái gì đó, hay là cái ngón ra sao. Nhưng mà bây giờ thì có ADN. Cho nên chỉ cần điều thứ nhất là trùng mốc thời gian này, là khoảng sinh năm 1980. Hoặc là biết đâu được lỡ ra mà ba mẹ có nhớ sai chăng thì là năm 81 hoặc là năm 79 cũng được. Mà nằm trong hoàn cảnh đó thì chúng ta hãy lên tiếng rồi chúng ta sàng lọc. Thì bây giờ giấy chứng minh em là 81 mà hình như sinh về là chắc có năm sau mới có làm giấy. À mới làm mới làm giấy. Làm giấy khai sinh. À năm sau mới làm giấy khai sinh. Dạ. À, thưa quý vị, thì cái nội dung câu chuyện là như vậy. Thì vào khoảng năm 80 thì mẹ
đã sinh em bé và nghe nói trước đó là ở Bình Thủy, Cần Thơ. Nhưng mà do sinh em bé khó nên là đã chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cần Thơ sinh em bé đó. Và ba Hoàng với mẹ Oanh ở dưới Mỹ Tú Sóc Trăng lại có nguyện vọng là lên đi sinh em bé, cho nên là lên ở trên bệnh viện thì có gặp một cô gái người Bắc là có giới thiệu là gia đình bên ba mẹ ruột của em Hoàng đây là đã có 6 người con trai trước đó. Vì vậy cho nên là gia đình có nguyện vọng là cho em Hoàng. Vì vậy cho nên mới... Em Quân. Em Quân. Nói hồi liễu. mấy gia đình mới cho em Quân. Em Quân. Nên là mong cô chú anh chị chúng ta lưu ý nha. Rồi Quân có muốn chia sẻ thêm điều gì nữa không? Hồi nãy quên thì bổ sung thêm cái điểm là nói quê ở Mỹ Tú Sóc Trăng mà về dưới là không có ở đó. Như ở nửa năm năm gì đó rồi là vô về chỗ khác. Nếu sao chứ sau này nếu cha mẹ ruột có lấy cái thông tin đó đi tìm cũng không gặp. À cũng không gặp. Dạ. Rồi chúng vị hiểu rồi. Còn trong cái nội dung câu chuyện thì thứ nhất là chúng ta vào chúng ta nhấn mạnh vào cái mốc thời gian là sinh năm 1980 và có một đặc điểm là trước đó thì ba mẹ đã sinh ra 6 người con trai trước đó. Thì thưa quý vị, là cái việc này đó thì cũng chỉ là nghe kể lại thôi. Còn nó có chính xác hay không thì chúng ta không biết. Vì vậy cho nên là nếu quan trọng là cái mốc thời gian vào năm 1980 ai đã từng cho một người con trai ở Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ thì chúng ta vẫn lên tiếng rồi chúng ta sẽ sàng lọc. Đại khái vậy em ha. Chứ không là kẻo ví dụ chẳng hạn như tôi mới sinh có 5 đứa à mà bây giờ nói 6 đứa rồi tôi không lên tiếng. Không phải như vậy. Đúng không? Những trường hợp đó cũng không phải là chúng ta loại bỏ những trường hợp đó. Và đặc biệt nữa là cũng không có loại bỏ là những người không phải đến từ Ô Môn Cần Thơ. Chẳng hạn như tôi đến Bình Minh chứ tôi không phải là đến từ Ô Môn mà có cái hoàn cảnh sinh em bé và cho năm 1981 thì chúng ta cũng lên tiếng. Đại khái là có những điểm nào nghi ngờ thì mong cô chú anh chị chúng ta lên tiếng dùm. Đại khái như vậy em ha. Em cũng mong cộng đồng mạng chia sẻ giúp em tìm được cội nguồn của em. Nếu ai chỉ được đúng cội nguồn em thì em hậu tạ 20 triệu. Rồi anh chị cũng ghi nhận điều này. Yeah. Rồi vậy thưa cô chú thì thấy em nó tha thiết quá, đi từ ở Cần Thơ mà xuống tuốt dưới Thới Bình Cà Mau để đi tìm Tuấn Vĩ dưới đó. Tuấn Vĩ cảm động vô cùng nên là Tuấn Vĩ cũng ráng làm bằng mọi cách có thể. Những gì Tuấn Vĩ có thể làm thì Tuấn Vĩ sẽ chỉ bị làm được từng đó thôi. Còn tất cả nữa thì là chờ vào cái duyên. Nếu thực sự là cái duyên đến thì mong là ơn trên cũng đưa đường chỉ lối. Bên cạnh đó thì cô chú anh chị trên cộng đồng có xem qua chương trình thì cũng cố gắng chia sẻ hoặc là tìm hiểu dùm có xung quanh hàng xóm chúng ta có ai đáng nghi ngờ thì mong cô chú anh chị chúng ta cùng báo tin hoặc là đến đó tìm hiểu hoặc là cho gia đình coi cái video này coi thử coi có đúng hay không hay là có điểm nào trùng khớp hay không. Rồi vậy em ha. Rồi vậy em có muốn nói điều gì thêm nữa không? Mong ông bà cô chú trên cộng đồng mạng giúp giùm em. Ok ha. Rồi vậy chúc em sức khỏe nha. Rồi em xuống dưới đó, em chào mấy anh giùm anh ha. Anh khỏi xuống tiệm ha. Rồi anh lo một số công việc của anh nữa. Rồi thưa quý vị, vậy giờ đây quý vị xin tạm thời kết thúc buổi trò chuyện hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị. Em chào.